À, vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay em xin phép test một cái làm một cái video ngắn để test cho anh Hiệp ở Vũng Tàu cái đẩy TD Aquatic model là DK 2.8 Luxury. Thì đây là cái dòng đẩy mới nhất của hãng TD Aquatic mọi người nhé. Đây là cái dòng đẩy mọi người nhìn này. DK 2.8 có nghĩa là hai kênh và 800W một kênh. Đấy. Thì khi mà chúng ta bật thì là quạt nó sẽ quạt gió nó sẽ chạy. Và khi mà tí chúng ta để bé rồi thì nó sẽ giảm cái quạt gió đi. Và tiếp theo nữa là anh lấy một con đẩy và một con vang. Đấy, thì đây là con vang T9 Luxury mọi người nhé. Đấy. Con vang này là dòng vang cơ lai số có revert và có cả cổng quang, có cả bluetooth. Thì con này được đánh giá là hay nhất ở cái thời điểm hiện tại. À, cái dòng vàng cơ lai số đấy, giá của nó cũng trên 3 triệu đấy, thì em sẽ test cho anh cái anh lấy cặp này thì em sẽ test cho anh với một đôi loa của TD Acoustic đấy. Cái loa là rất là hay mọi người nhé, cái logo này khi mà chúng ta bật nhạc ấy, nó sẽ sáng lên đấy, nó sẽ sáng cái logo này lên. Đây là một cái điều cũng rất là đặc sắc ở cái dòng TD. Đấy. Nó thêm cái phần trang trí của chúng ta nhìn cũng rất là bắt mắt. Quay trở lại cái đẩy TD hoặc là vang hoặc là loa hoặc là kể cả là loa súp đi chăng nữa. Hoặc kể cả nâng tiếng và kể cả mic mọi người này. Đấy, tại sao đây em dùng tất cả một combo của TD Acoustic? Thì chia sẻ với mọi người một chút là shop HD Audio. Đấy, là một cái đại lý chính thức của thương hiệu TD Acoustic. Chính vì vậy mà mọi người mua hàng ở bên em, mua hàng tại shop HD Audio không phải lan tan cái vấn đề hàng thật, hàng giả mọi người nhá. Đấy, bên em cam kết với mọi người hàng chính hãng 100%. Nếu phát hiện nhái, bên em đền cho mọi người gấp 10 lần luôn. Đấy, đây là cái giấy chứng nhận thì cứ để tạm dưới này, chứ thực ra để mọi người thấy là cái rèm như thế này nên là không có chỗ treo. Đấy, thì mọi người thông cảm. Em sẽ để tạm vào đây. Đấy, và bây giờ thì quay trở lại đây một chút này. Đấy, về hàng chính hãng này. Đây, quay trở lại đây thì đây là cái bộ tem. Đây là cái bộ tem của con vang. Chúng ta cũng có thể là cào cái mã vạch để gửi tin nhắn. Đấy, mọi người cũng có thể là ở đây là khi mà em đặt cái nâng tiếng hoặc là đặt cái mic lên ấy, thì nó cạ vào, nó bị bong cái lớp sơn bạc ở lên. Đấy, thì nếu chúng ta muốn xác thực hàng chính hãng hoặc là hàng nhái thì chúng ta có thể là làm theo cái hướng dẫn này. Đấy, cào cái mã này ra. Cái mã này thì nó xước chứ còn chưa cào hết. Kệ nó, không vấn đề gì. Đây, đây là cái hóa đơn và cái thẻ bảo hành của sản phẩm bên em bán ra. Khi mà bán đây nhá, em sẽ tặng cho anh Hiệp một cặp Canon và một dây quang. Đấy. Thì về vấn đề về giá thì em cũng nói qua một chút như thế này. Anh Hiệp ở bên em là khách hàng thân thiết, anh mua đến lần thứ 3, lần thứ 4 rồi, chính vì vậy sẽ có những cái giá ưu đãi. Đấy. Vì thế mà em sẽ không để hẳn giá ở đây ra, thì mọi người thông cảm một chút. Có khi mà ai mua lần đầu tiên thì không phải lan tan hàng thật, hàng giả nhá. Đấy, còn khi mà đã là khách hàng thân thiết bên em, đã là mua bên em nhiều lần rồi thì sẽ có những cái ưu đãi, ví dụ như là quà tặng hoặc là về giá. Đấy, thì mọi người hết sức yên tâm. Bây giờ thì em sẽ test một cái đoạn nhạc mọi người nhờ. Đấy, cho nó sôi nổi chứ nói qua qua thôi. Ở đây thì em test cũng đơn giản thôi, em test bằng YouTube mọi người nhá, qua bluetooth chứ cũng không qua đáp hoặc là không dùng CD, không phải là nhạc chất lượng cao gì hết. Để mọi người thử nhé. Chờ em chút nó này. Đấy, em bật YouTube. Gõ cửa trái lòng mắt dân tơ để một
test qua cho mọi người nghe về cái nhạc đôi loa đánh rất tốt, mọi người công nhận không? Đấy, và đây nhá, em không dùng xốp súp mọi người nhá. Đấy. Đây, đây này, vừa rồi là không dùng súp luôn, chỉ có một đôi loa thôi. Đấy nhá, sắc kết nối thì chưa cắm luôn. Đấy. Để mọi người biết rằng nếu mà có súp vào nữa thì tiếng nó sẽ bát sẽ còn tròn hơn rất nhiều và sẽ sâu. Mọi người có thể thấy rằng cái dòng loa này mà đi với các cái combo này của nó thì thực tế là cái bát đánh rất là sâu, chép thì vừa phải, và cái trung âm của nó là rất là tốt, trung âm rất rộng, đặc trưng của các cái dòng TD cũng như là dòng loa full. Thì hàng cam kết là mới 100% mọi người nhé. Hàng cam kết là mới 100%. Thì bây giờ em sẽ đóng hàng và em gửi hàng cho anh Hiền. Đấy. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ cho HD Audio trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Xin chào.